Xin kính chào quý khách, hôm nay thì hàng Nhật Tuấn Hà tại số 2 ngõ 603 là Đông Quân sẽ hướng dẫn quý khách cách sử dụng của con máy giặt Toshiba Z9200. Bản Toshiba Z9200 này là một phiên bản đặc biệt, có thể nói là rất đặc biệt của dòng Toshiba. Nó là phiên bản có thể nói là cao cấp nhất của trên Toshiba rồi, tức là phiên bản Series 9 ấy. Sau này ra thì người ta có phát triển ra cái phiên bản Series 11 nữa, thì nó là giặt 11 cân. Thế nhưng mà đấy là về nói về số cân thôi, chứ nếu mà nói về tính năng thì chắc là không có con nào, hiện nay vẫn chưa có tính năng nào mà vượt quá được cái tính năng của trên dòng 9200 này. Thì bản 9200 thì thiết kế vẫn là theo cái form của cái da bông, tức là nó sẽ có kiểu tròn tròn, dạng bầu bầu như thế này. Đấy. Kích thước ngang của máy ra thì ngang 60, cao 1m02 và chiều sâu của nó là 68cm. Chiều ngang mở của nó ra thì là rộng được là tổng cộng rơi 1m1. Đấy là toàn bộ những cái tổng thể của máy. Máy có kích thước là giặt 9 và sấy 6. Sau đây ta sẽ đi vào cái quá trình sử dụng của máy nhé. Thì là quá trình đầu tiên là quá trình vệ sinh máy. Ở trên đây là phần tắc sấy này. Cứ mỗi lần sấy xong thì hãy đổ tắc sấy trên trên này đi. Một lần giặt ra thì hãy giặt sấy hãy đổ một lần. Còn cái nhấc cái nắp này ra thì mỗi khi bắt đầu là khi nó bẩn quá thì nhấc ra, lấy bàn chải đánh răng đánh cho sạch. Ấn nó lại. Khi nghe một tiếng tách cái thì là được. Rồi. Đấy là rác sấy. Còn rác giặt thì nó nằm ở phía dưới này. Rác giặt nằm ở phía dưới này, tức là khi đó ra thì cứ mỗi khoảng rơi tầm 1-2 tuần thì ta hãy đổ cái rác bẩn đây này. Đấy, thì hãy đổ cái rác bẩn này đi một lần. Thì khi đó ra thì cái bụi mùi ra thì nó sẽ không đi vào bên trong của máy nữa, và nó không đi lên trên quần áo. Cái dòng 9100 này nó là công thức dòng da bông, tức là tạo bọt siêu mịn và picoion dùng để khử mùi và diệt khuẩn giặt khô. Rồi, cái phần khay xả thì mọi người nhìn trên này này. Bên đây là khay cho nước giặt và đây là khay cho nước xả. Khay cho nước xả. Khi mà chúng ta mà muốn mà giặt cho mà xả nhiều nước thì hãy ấn vào thêm như thế này này. Đấy, khi mà có thêm cái chữ này ra thì nó giặt nó sẽ xả ra nhiều nước hơn và giặt nó cũng nhiều nước hơn, quần áo nó cũng hết mùi sập phòng nhiều hơn. Rồi, ta sẽ đi vào quá trình sử dụng của máy nhé. Máy đầu tiên là có nút bật này, tắt này, giặt thường này, giặt sấy này, sấy không này. Còn Eco đây là để mà nhận diện ra là cái lượng quần áo như thế nào, để tự tính toán lượng quần áo ra làm sao mà nó giặt là ổn thỏa nhất. Chức năng giặt khô của máy là chức năng nano này. Picoion thì mình có thể chọn thời gian. Đây, thời gian để chính ấn vào chế độ sấy thì tối đa của nó là thời gian giặt khô nó là 6 tiếng, thì theo tôi nên để cái khoảng 4 tiếng đồng hồ. Cái chế độ đầu tiên của máy ra chế độ giặt khô thì nó chính là chế độ mà giặt không quay lòng, thì dành cho những cái đồ như là áo vét này, hoặc những cái form nào mà để mà không bị gãy của form áo. Thì khi đấy giặt khô là mình phải đi mua một cái giấy giặt khô của cái dòng LG Style ấy. Tìm trên Shopee nó sẽ có, sau đó bắt đầu mình sẽ cho vào trong lồng và mình giặt chế độ giặt khô và ấn Start chạy. Hoặc là nếu như mà nó mà có thể quay được lồng thì hãy ấn thêm lần nữa, thì bắt đầu nó xuống chế độ dưới, thì khi này giặt khô sẽ là thời gian giặt khô có quay lồng, và chọn thời gian nếu mà 5 đến 6 tiếng là ok. Rồi, bây giờ ta sẽ đi vào quá trình giặt nhé. Đây là giặt khô nhé, lưu ý. Đấy, nó hơn ở những cái dòng khác này, điểm ở đó. Rồi, chế độ ở trên này thì tất cả chúng tôi đã đều có bản hướng dẫn sử dụng rồi. Bạn có thể vào hàng Nhật Tuấn Hà để xem những cái bản chế độ hướng dẫn sử dụng. Nhưng mà tôi sẽ nói qua một số những cái tính năng cơ bản của cái dòng này. Đấy, chờ bố một xíu nhé. Chờ bố 2 phút thôi nhé. Nào, chế độ giặt thường này thì nó sẽ sáng 3 đèn là giặt, xả, vắt. Nếu mà giặt sấy này thì nó sẽ sáng thêm cả nốt đèn là sấy nữa. Thì trong chế độ sấy này là có gì? Chế độ sấy đầu tiên đó là sấy tự động này. Tiếp tục là sấy dành cho những cái đồ cao cấp đắt tiền này. Sấy tiếp tục ra thì đó nó sẽ là sấy nhanh này. Tiếp tục đây là sấy diệt khuẩn. Với những cái người nào mà mồ hôi có mùi ấy, thì chọn chế độ sấy diệt khuẩn này thì nó sẽ ngăn mùi quay lại. Nhiều khi là ví dụ như mình giặt quần áo xong nhưng mà nó vẫn không hết mùi được thì phải sử dụng chế độ này. Chế độ là quần áo này ra thì với chỉ giặt được khoảng tầm 3 cân thôi, thì khi ấy quần áo nó sẽ phẳng hơn rất là nhiều mà nó không bị đấy. Nhưng mà cái nhược điểm của cái dòng sấy nào ủi này, nó sẽ giữ lại một chút phần trăm độ ẩm của máy, và khi đấy mình sẽ phải phơi lên đấy. À quên, còn nốt cái phần mà để hẹn giờ nữa. Đấy, bây giờ mấy giờ rồi anh Tân nhỉ? 5 rưỡi à?
mình chọn cái chức năng hẹn giờ này thì mới có thể đặt được hẹn giờ được. Rồi ví dụ như mình bây giờ mình muốn hẹn giờ giặt đến, ví dụ như đây nhá, mình cho giặt sấy nhá, giặt sấy này. À, mình muốn hẹn giờ, ví dụ bây giờ nó đang 17 giờ mấy mà mình muốn hẹn giờ thì đến mấy giờ nó kết thúc thì đến ấn vào tầm này ra, thì ví dụ như đến 8 giờ sáng mai hoặc 9 giờ sáng mai thì máy nó sẽ kết thúc, thì ấn start này, thì khi đấy là nó sẽ nhấp nháy thời gian này, và đến cái thời điểm mà ấn định của cái thời gian mình dậy thì nó máy sẽ tự động nó giặt xong. Ví dụ như là mình hẹn giờ là khoảng bây giờ đang khoảng 5 rưỡi chiều mà mình muốn khoảng tầm sáng mai bắt đầu nó mới giặt kết thúc. Kết thúc thì ví dụ như thời gian giặt này nó khoảng rơi tầm 4 tiếng, giặt sấy khoảng 4 tiếng thì khoảng rơi tầm 3 giờ sáng máy sẽ tự động bật lên để nó chạy. Nhưng mà trong thời gian đó bạn không được tắt máy. Rồi, ok. Còn nốt chế độ cuối này nữa. Chế độ cuối này ra thì mình sẽ chọn chế độ mà giặt lồng thường xuyên. Một tháng yêu cầu các bạn hãy vệ sinh lồng một lần, chọn chế độ cuối cùng này. Cuối cùng này để mình vệ sinh lồng thì máy lúc nào nó cũng sạch mà bạn không phải mất tiền đi vệ sinh máy. Rồi ok, rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu có câu hỏi gì thì các bạn cứ comment nhé, chúng tôi sẽ giải đáp tất cả. Cảm ơn các bạn.